Lộc Nguyễn xin mến chào tất cả quý anh chị và cô chú ạ. À. Hôm nay á Lộc Nguyễn sẽ đi quay một cái căn nhà nằm ngay vị trí của Bình Chánh ha quý anh chị. Ở đây á là cái con đường của nó rộng là rộng 3 m ha và từ cầu ông Thình á chúng ta đi lại cái căn nhà này á chỉ tầm khoảng 1 km thôi thì cũng khá là gần. Và những quý anh chị cô chú nào chúng ta ở quận 8, quận 7, quận 4 chúng ta đi xuống cái căn nhà hôm nay mà Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á chỉ tầm khoảng 25 phút thôi thì đâu đó khoảng 9 km ha quý anh chị. À, một cái khoảng cách cũng khá là gần để cho chúng ta chọn cái căn nhà này để làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha thì à, chung à, khu dân cư vòng vòng ở à, xã Quy đức đó quý anh chị à, nhà cửa ở sang sát nhau rồi nên quý anh chị về đây á chúng ta ở á, thì nó sẽ rất là vui cũng như là à, đường đường cống nè rồi à, đường à, dây điện cũng như là đường nước á nó rõ ràng hết rồi nha nên ở đây tuyệt đối là không có ngập nước nhau quý anh chị đó nhà chúng ta là một cái khu vực nhà Bình Chánh nó sẽ có địa chỉ cho quý anh chị luôn ha là D6 sạc 42 c ấp 4 xã Quy Đức huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh ha quý anh chị nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 sâu vào là 10 mét nha quý anh chị thì ở mặt diện bên ngoài nhà chúng ta là một cái mẫu nhà cấp 4 ha và cái khoảng sân trước nè chủ nhà cũng để cho quý anh chị hai cái ghế đá đó để chúng ta ngồi ở cái khoảng sân này buổi chiều chiều hoặc là buổi sáng ra đây ngồi nó cũng khá là thoải mái ha quý anh chị đó điện là điện nhà nước nha rồi cái sàn nhà mà khi mà quý anh chị bước vào á, nó sẽ cao hơn so với mặt đường nè ở đây á, chủ nhà làm cho mình là cửa cửa sắt hộp với cái tông màu cam ha chính là kính mờ nhìn vào không có thấy nha quý anh chị đó cửa hai kính uh, hai uh, cửa hai cánh và bên phải có một cái ô cửa sổ luôn đó rồi đi vào bên trong nhà thôi quý anh chị ơi vào bên trong nhà thì nó sẽ có một cái căn phòng ngủ ở dưới ở tầng trệt cho quý anh chị ha một căn nhà cấp 4 như thế này á thì lộc thấy rất là phù hợp cho một gia đình uh, có hai vợ chồng uh, một đứa con ha quý anh chị hoặc những cặp vợ chồng mà mới ra riêng á chúng ta có thu nhập thấp á thì uh, cái căn nhà này rất là phù hợp mức giá đủ căn nhà này với uh, nó chỉ dưới 1 tỷ thôi và giá chính xác là bao nhiêu quý anh chị hãy cùng theo chân lộc chúng ta theo dõi hết video nha lộc sẽ báo giá của video cho quý anh chị ạ à. Đây à. cái khu vực phòng khách đó nó cũng khá là rộng thì tường ốp gạch lên cho quý anh chị nè tầm khoảng một mét rưỡi rồi đó nên nó rất là sạch sẽ ha quý anh chị ở trần của mình đó là trần la phong rồi đi xuống cái khu vực phòng ngủ nha quý anh chị phòng ngủ này nó cũng khá là rộng nó rộng khoảng 10 mét vuông nha đó một cái căn phòng ngủ rất là rộng luôn và có một cái ô cửa sổ nè đó để cho chúng ta lấy gió lấy sáng nào quý anh chị ở phía bên hông cũng có nhà nè nhà camera quay qua bên đây ạ à. đó cũng có nhà luôn ở nên nhà cửa chúng ta xung quanh đó nó rất là đông đúc nha quý anh chị và trong vòng bán kính 500 trăm mét độ lệ thì không thiếu một thứ gì hết nha cửa này là cửa sắt hộp nè rồi đến cái khoảng không gian bếp đầu tiên thì chúng ta sẽ tham quan cái căn phòng vệ sinh này trước nha quý anh chị căn phòng vệ sinh này á thì nó có đầy đủ những cái thiết bị cơ bản bồn cầu Lamomo vòi sen cho quý anh chị nè ở phía trên có một cái kính sẵn luôn ha đây cái khoảng không gian bếp của chúng ta nó rất là thoải mái nha quý anh chị đứng ở khoảng không gian này thì chúng ta đứng được tầm khoảng hai ba người đó tường chúng ta cũng ốp đặt lên tầm khoảng một mét sáu cho quý anh chị nè rất là sạch ở đây có một cái khu vực cửa sổ ha để cho chúng ta lấy sáng lấy gió nè rất là mát luôn quý anh chị ơi nhà chúng ta thì có một cái khoảng sân sau cái khoảng sân sau này á quý anh chị, nó gần một cái bờ kênh nhỏ nhỏ nha. Nên ở đây nó khá là mát không quý anh chị. Thì với khu vực này chúng ta tận dụng để à, chúng ta phơi đồ giặt giũ ở khoảng không gian này thì cũng khá là hợp lý nha quý anh chị. Và đây là một căn nhà sổ hồng riêng ha. Thì à, chúng ta sẽ đi công chứng trong ngày luôn nha quý anh chị. À, với một cái mức giá đủ mà hiện tại chủ đang gửi cho Lộc Nguyễn review là 950 triệu là mức giá đủ nha vị trí Lộc Nguyễn xin nhắc lại nó chỉ đi uh, lên bến xe buýt quận 8 chỉ tầm khoảng uh, 9 km thì đâu đó khoảng 25 phút nha nhà chúng ta có địa chỉ là D6 sạc 42 C ấp 4 xã Quy Đức huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị tìm đâu ra một căn thứ hai quý anh chị thì có 950 triệu thôi và mức giá này á là vẫn còn thương lượng với chính chủ căn nhà luôn nên nó đặt lịch với lộc nguyễn đi xuống xem thực tế thì lộc nguyễn sẽ nếu mà ưng rồi á lộc nguyễn sẽ cho quý anh chị gặp trực tiếp chính chủ ha rồi cuối video lộc nguyễn mến chúc cho tất cả ông bà cô bác của anh chị thật là nhiều sức khỏe thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm tìm được cho mình một căn nhà thật là ưng ý nha quý anh chị xin chào và hẹn gặp lại ạ à.